Xin chia sẻ bà con này phiên chợ nhé, nè áo Việt với áo thu khảm mu nhé, bà con có nhu cầu thì ao. Hôm nay phiên chợ áo Việt áo thu khảm mu. Rồi ôi khỏe nhỉ, khả thu mu cải. Bà con có nhu cầu thì xuống ao nhé. Đấy, xin chào bà con là đấy, em mạn phép nói tiếng trên này. Nhưng mà các chú ở Hải Dương nên xây dựng nói hôm nay phiên chợ nhà chú Việt ở thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Chú Việt chú thu mổ lợn đấy, mù to thì là bà con có nhu cầu thì xuống mua thực phẩm thức ăn đấy, qua cơn bão số 2 coi là không ảnh hưởng gì, nước lôi có ruộng ăn mừng đấy. Chú Việt chú thu dậy rất sớm, con người Việt Nam như con ong chăm chỉ đấy, chú khuya dậy sớm, dậy để lo cái thực phẩm cho bà con tươi sốt ăn để có sức khỏe để chống dịch Covid đấy. Bà con có nhu cầu thì đến thương mại. Chú thu là chú đặc biệt, nếu mà cần đây thì lại là cứ là mua chịu thoải mái cả. Đấy, thế đấy. Nếu mà là lan giải chứ đấy. Người tốt thế. Đấy, thế cơ chứ nhỉ. Vĩnh ơi, trả tên mà tròi hát này. Ý chú thu là người nữ giới mà đẹp gái là mua chịu thoải mái. Đấy, nói thật là như thế. Còn biếu còn lừa. Có thật chứ không phải có dối, chú nói rồi đúng không? Trước chú bảo cần đây nhà coi mua tẹt rồi này. Nặng đấy, hơi nặng. Con này công nhận nó đầy nhỉ, đầy đấy, đấy. Khỏe đấy, đấy hay. Cải đấy nhỉ, mua cải. Đấy, phiên chợ bà con xuống mua để ăn có sức để chống dịch Covid, chứ không thì làm sao mà thấy được. Đấy, to đấy bà con, ba người mới Covid đến mới ăn thì chậm rồi đấy. Đấy, phải ăn trước có sức chống đỡ chứ. Chứ còn yếu rồi làm sao kịp bà con, phải ăn trước để chưa ăn trước để chống dịch. Thôi quá anh ơi. Ờ thôi được, thế cả nói. Đấy, và có cái siêu cơ. Đấy, tăng nhập cho bà con mua bán chứ không để chống dịch Covid rồi mua ăn sao kịp được. Phải ăn trước dịch chứ. Mà sức đề kháng là chống dịch chứ. Tối quá. Không, tối nó mới là ấy. Trông là ấy chứ, trông là chú phải soi đèn cạo thì nó có sáng ngay. Cái đi vào đây. Cái đi vào đây. Lo bác mình có lo. Vệ sinh an toàn luôn. Đúng rồi, đấy. Chú Thu với chú Việt rất là để ý khâu vệ sinh an toàn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Con này nạc đấy nhỉ. Nạc đấy. Đấy bảo còn. Buổi sáng sớm là không khí rất là. Hôm nay có xong cần chưa? Không cần rồi. Không ra không thấy xuống đấy. Chắc ngủ quên rồi. Thank you.
Thế bà con không khí rất là coi là sôi nổi, chuẩn bị đón rằm tháng 7 đấy bà con. Khả đây, ông khả đây, chú không ăn không? Ông thấy mày gì? Chắc nó còn vật chống rồi. Hả? Xả đây thôi. Đuổi đi. Nhưng mặn phép bà con ạ, khả là tiếng trên này như tiếng phổ thông là giết đấy bà con ạ, giết mổ, khả gọi giết mổ. Ông Việt nách cái chân phải dịch vào hôm trước là đưa mũi dao đấy, nữa là chạm vào ra sắc. Ủa em luôn. Âm ma này. Nó biết này. Thôi đừng phục lục áo mà. Mà ơi. Mà em đi. Ui thảo. Đừng phục lục tài bò thôi đây. Khả bò thôi. Mày ăn à? Cải cơ nhỉ? Ăn cấy. Mà ăn kinh cấy à? Thế thì phải khả rồi. Phải rồi. Phọc rốt đi. Rốt vào. Kinh cấy thì bố đẩy rồi. Thế là con chó con nó ăn gà bà con. Đấy. Xin bạn phép. Ma tiếng phổ thông là chó đấy bà con. En thì nó bé. Sạch đấy. Đúng rồi đấy, chú Thu với chú Việt rất là để ý khâu sạch sẽ đấy. Cái này phải hai người, một người không làm được nhỉ, người khó làm. Người một người mà chọc tiết được không làm sao chọc được đâu, khó phải hai ba người. Song xăm cần đi, giết cần bố đẩy. Em xin bạn phép, tức là một người thì một đoạn không mổ được, tức là nó không được. Hai đến ba người. Hai người thôi. Ba người thì càng tốt, nhưng mà thì nó lại giảm giá thành, đúng không? Đấy. Ý nói ba người chung nhau thì nó được ít đi, ví dụ như bánh chưng ấy, chứ ba thì nó ít, hai người thì nó to. Đấy, ví dụ thế. Đấy là cứ hai người một đoạn là đẹp đấy, thực sự chia sẻ thế đúng không? Chứ còn bao nhiêu chả được đâu, nhưng mà nó thảm đi. Đấy, sáng dần đấy, sáng ngay nhanh sáng. Bà con có một cái sức khỏe dồi dào, phải ăn thịt trước dịch đi thì nó mới có sức. Thịt lợn ở trên này thì ăn có nhiều sức khỏe lắm. Chứ còn nếu mà đã dịch rồi thì làm sao kịp được, phải no gọi nó xa đấy bà con. Ăn vào thức trắng cả đêm vẫn được. Đây là áo thu quảng cáo đấy bà con ạ. Đấy. Đấy, cũng vào sự thật thôi. Bây giờ nói cho cùng, kể cả cây luống thế thôi, phải có đủ chất đúng không? Thì nó mới được đẩy chứ. Như người như thế phải đủ chất. Chứ bà con bảo đọc tí rau, tí dưa cũ hay mấy quả cà
bát chan bát cơm nguội làm sao khỏe được, đúng không? Phải có tí thịt đi, tí thịt tí cá đủ chất, làm sao đủ sức chống dịch được. Ngoài ra còn phải tập thể dục rồi các kiểu nữa. Còn một ít rượu nữa, nhưng mà đừng có uống cồn. Tí tí thôi, tí lẩu gọi tí tí thôi chứ đừng quá. Tí lẩu thôi. Ừ, quá là muốn đẩy. Gì cây gì tới cũng đẹp, quá đẹp. Không có. Áo thu áo Việt là rất chú trọng cái khoản thực phẩm đấy. Nhất là áo thu phiên chợ trước còn nói cần đây thì cứ chịu tẹt nữa. Đấy. Ý của chú Thu là cứ người con gái đẹp là chịu thoải mái. Đấy. Mua thịt chịu thoải mái. Phiên trước chú chia sẻ thế. Tú này phải bét chục cân đấy nhỉ? Chất chục à? Chất chục đấy. Đấy. Bảy mươi hai cân bà con. Chất nhì cân, 72 cân. Đúng rồi. Bây giờ Yến phải 2 triệu, 200 cân. Em xin phép xin chào bà con nhé. Quay lại nhá.